Chào mọi người đã trở lại kênh review bất động sản Nhân Trạch, đến với chuyên mục bất động sản cần bán nhé. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người một cái lô đất một sạc ở Long Thọ sát đường 25C, cực kỳ tiềm năng cho mọi người đầu tư nhé. Cái lô này thì mọi người đầu tư ngắn hạn tầm 2 đến 3 năm thôi mọi người. Thì cái đoạn mà 25C qua sân bay ngay chỗ Long Thọ này nó đền bù cũng như là thi công, thì cái lô này nó lên rất là nhiều mọi người nhé. Lên tầm giá khoảng 25 triệu đến 30 triệu một mét khu này, nếu mà đường 25C. Thì cái đường này một sạc hiện giờ là giá khoảng 18 triệu rưỡi một mét đó mọi người, mà giá còn thương lượng một xíu mọi người nhé. Là 97 mét thổ cư, 1 tỷ 850. Ngang mặt tiền 5 mét mọi người nhé. Mặt tiền kéo qua 5 mét và kéo xuống là 19.5 mét. Đường một sạc Long Thọ mọi người nha. Thì từ vị trí lô đất mọi người ra đúng 500 mét là tới đường Hùng Vương mọi người nha. Sau đó mọi người rẽ phải đúng 500 mét là tới đường 25C. 25C là cái đoạn ngay chỗ Long Thọ mọi người, đào ấp mộc á. Thì tính từ lô đất tới 25C là đúng 1 cây rưỡi, một cây số mọi người nha, đúng 1 cây số. Ra Hùng Vương là đúng 500 mét, và rẽ phải 25C là đúng 500 mét. Thì lô đất là bàn phẳng mọi người nhé, lô đất bàn phẳng. Thì hôm nay thì do mình đi cái xe khác nên là mình không có đem cái phụ tùng hỗ trợ đeo ngực á mọi người, nên là mình không có quay trên cái đường đi được. Thì mình sẽ chia sẻ ra khu vực ngoài đường Hùng Vương cho mọi người xem nhé. Đi qua 25C thì không được vì buổi chiều xe rất là đông. Với lô này thì đường một sạc rất là rộng mọi người nhé. Mình quay ra đường Hùng Vương cho mọi người xem nhé. Đường này thì rất là rộng. Cách 25C đúng 1 cây số thì cái lô này đầu tư cực kỳ ngon mọi người nhé. Còn khi mà mọi người đã ra tới đường Hùng Vương rồi á, thì mọi người ra 25C là chỉ đúng 500 mét. Mình đo cái tất cả những cái lô đất mình giới thiệu thông qua cái kênh của mình, mình đo cái khoảng cách là dựa vào Google Maps mọi người nhé. Thì Google Maps thì chỉ lệ chính xác của nó lên tới cộng trừ 20 mét đó mọi người. Do vậy nên là nó rất là chính xác khi mà mọi người nói về vấn đề về đường đi. Còn nếu mà nó sai quá nhiều á là do mọi người kích cái vị trí mọi người nha. Còn về cái thông tin lô đất cũng như là cái độ chính xác về đo đường của Google Maps thì cực kỳ chính xác. Đây, tới đường Hùng Vương rồi mọi người nha. Khu vực dân cư cực kỳ đông. Mình không có đeo cái thiết bị đeo ngực, do vậy nên là mình không có quay lên cái đường 25C được, vì nó cực kỳ nguy hiểm mọi người nhé. Nên là mình sẽ chia sẻ cái đường đi thông qua cái bản đồ quy hoạch. Mình quay lúc trời hơi tối, do vậy nên là đã có ánh đèn lên rồi mọi người nhé. Gửi tới mọi người lô đất đầu tư.